Xin kính chào quý vị và anh chị đã đến với kênh của em. Hôm qua em còn đang ở cái mảnh đất Đồng Nai, cái mảnh đất đầy nắng và gió, để săn kiếm chiếc Lexus RX 300 tới tay quý vị và anh chị. Hôm nay em đã về Hà Nội rồi, và cái thời tiết có thể nói là thay đổi một cách chóng mặt. Thì hiện tại thời tiết Hà Nội khá là lạnh, và tiện đây em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái mẫu xe mà đã được rất nhiều quý anh chị quan tâm trong khoảng thời gian gần đây, khi em lên sóng trước video về Land Rover Discovery màu đen. Và hôm nay em lại về thêm một chiếc, đó là chiếc Land Rover Discovery HSE màu trắng, sản xuất năm 2016, mang ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen. Chiếc xe này của em với cái số odo là 5 vạn mai và được bảo dưỡng đầy đủ, nên cái chất xe còn vô cùng xuất sắc quý anh chị nhé. Em sẽ điểm qua tổng thể chiếc xe một chút. Đầu tiên là cái phần ngoại thất, quý anh chị có thể thấy là với cái tổng thể thiết kế phần đầu, nó đem lại cái cảm giác rất là giống chiếc Land Rover Evoque đó, quý anh chị thấy rất là giống, nhưng nó sẽ khác biệt đôi chút về cái số lượng cảm biến va chạm và camera. Chiếc xe này chỉ sử dụng hệ thống camera 270 thôi, phía trước sẽ không có camera quý anh chị nhé. Đó là một cái điểm khá là đặc biệt đối với dòng Land Rover Discovery này. Hệ thống đèn đây vẫn là hệ thống đèn bi LED quý anh chị nhé, bi LED này, các giải đèn LED chạy ban ngày, và hệ thống chiếu sáng đây cũng là hệ thống chiếu sáng giải đèn LED quý anh nhé, hệ thống chiếu sáng đèn gầm. Tiếp đến là bộ mâm, quý anh chị có thể thấy bộ mâm này nó khá là đặc biệt, nó sẽ khác chiếc mâm độ hôm trước của dòng chiếc màu đen mà em giới thiệu với quý anh chị. Chiếc xe này là mâm nguyên bản với 19 inch đa chấu, và cái độ dày của lốp còn rất là tốt nhá, và lốp là Michelin, nên quý anh chị yên tâm, nó sẽ đem lại cảm giác rất là êm ái đó. Với cái thân xe, quý anh chị có thể thấy đó, nó tạo ra cái cảm giác mà nó hao Evoque, nhưng nó sẽ khác ở một điểm là đây, cái điểm phát giữa cái phần cột xe đó là một điểm mà nó tạo ra cái không gian để mà cho lắp đặt thêm cái hàng ghế thứ ba. Và thưa quý anh chị, chiếc xe này là 7 chỗ đó, nó sẽ khác với những cái dòng Discovery sẽ khác với dòng Evoque ở cái điểm đó, 7 chỗ và 5 chỗ. Tiếp tới là cái quang nội thất, quý anh chị có thể thăm nhìn cái quang nội thất đó. Với cái 5 vạn euro thì quý anh chị có thể yên tâm về mặt chất lượng. Đầu tiên là những chi tiết như vô lăng hay ghế da, thực sự nó còn rất đẹp quý anh chị nhé. Đó, ghế da còn cực kỳ đẹp luôn. Tiếp đến là những cái option thì rất là nhiều rồi. Một chiếc xe tuy thực dụng nhưng option có thể phục vụ cho quý anh chị vô cùng nhiều. Đầu tiên quý anh chị có thể thấy cái màn hình cảm ứng cỡ lớn đó, màn hình rất là nhạy, tuy đã trải qua đến 7 năm sử dụng rồi nhưng màn hình vẫn còn hoạt động một cách rất là chân chu. Và những cái chế độ lái đường xấu của chiếc xe thì rất nhiều, có 4 chế độ lái đường xấu, có hỗ trợ đổ đèo và có ABS. Tất nhiên rồi, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập là một cái điều mà phải có trên những cái dòng Discovery. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là cái cửa sổ trời. Thực sự với quý anh chị là hiếm có dòng xe nào mà có cái cửa sổ trời rộng như cái dòng Land Rover Discovery cả. Và một cái buổi dã ngoại chúng ta cũng ngắm ánh trăng qua cái cửa sổ trời này thì thực sự đó là một buổi dã ngoại vô cùng là thú vị. Tiếp đến em có thể kể đến hệ thống loa cao cấp Marion, hệ thống loa mà nó sánh ngang với những cái hệ thống loa cao cấp như Boommeter hay là B&O vân vân. Đó là những một trong những cái hệ thống loa cao cấp nhất. Khoang hành khách phía sau, quý anh chị có thể thấy nó đem lại cảm giác khá là rộng rãi. Một chiếc xe 7 chỗ cỡ nhỏ mà đem lại cho khoảng hàng ghế phía sau cảm giác rất là rộng rãi. Tất nhiên rồi, nó sẽ thiếu một số những cái tính năng như cửa gió, nhưng đây cũng là một cái điểm mà có thể giúp giá thành chiếc xe hạ xuống khá nhiều quý anh chị nhé. Còn cái hàng ghế thứ ba thì thưa với quý anh chị là nó chỉ ở mức gọi là đủ dùng thôi đó, em không khuyến khích quý anh chị sử dụng cái hàng ghế này quá nhiều, nhưng khi mà chúng ta bí, chúng ta có thể sử dụng, đó là một phương án chữa cháy. Còn khi gập xuống, chúng ta có một hàng, có một khoang cốp tương đối là rộng rãi đó khi gập xuống. Đây là một điều mà nói lên chiếc xe này, nó thể hiện cái sự thực dụng của chiếc xe này với những ngay cái tên của nó thôi, Discovery, cái khả năng mà nó chinh phục mọi địa hình của cái chiếc xe này thì cực kỳ hay rồi. Những chị có thể thấy đây là một điểm đặc trưng những cái dòng xe vừa địa hình đó là góc thoát, và trên kia là góc tới. Góc tới và góc thoát sẽ giúp chiếc xe có khả năng vượt mọi địa hình. Đó là một cái tính năng, một cái cách thiết kế vô cùng thông minh trên những cái dòng Land Rover đó, một cái điểm mà có thể coi là
vô cùng hay ho trên dòng những cái dòng xe này. Chiếc xe trang bị cái khối động cơ 2.0 turbo và đi kèm với đó là hộp số tự động 9 cấp. Cái động cơ mang đến cái công suất lên đến 240 mã lực và cái hộp số 9 cấp này nó đem lại cái cảm giác lái vô cùng là phấn khích, và tuy dung tích nhỏ thôi nhưng cái trải nghiệm thì tuyệt hay quý anh chị ạ, và khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến đáng kể. Và cái động cơ này cũng vô cùng bền bỉ quý anh chị nhá. Đó, nó không hề là cái động cơ mà dễ hỏng mặt đâu. Có tất cả những cái chi tiết như khung gầm, keo chỉ, máy số em đã được cho kiểm tra kỹ càng hết rồi. Và tất cả đều là được đảm bảo 100%. Chiếc xe này của em có thể bao check toàn quốc ở những cái đại lý chính hãng hay là các gara uy tín. Quý anh chị quan tâm đến cái mẫu xe từ nhà Land Rover mang cái mã hiệu là Space Already này, có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc qua cái địa chỉ lô 2 Nguyễn Thành Toàn. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe với mức giá cực kỳ hợp lý, trên 1,1 tỷ cho một chiếc xe mà thực sự cái chất xe còn cực kỳ xuất sắc. Đó, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe video.